Lina xin thân mến, kính chào quý vị và các bạn. Chủ đề của chương trình hôm nay là thu nhập miễn thuế có thiệt hay không? Nếu quý vị research là tax free income, có thể mình sẽ thấy rất là nhiều cái kế hoạch khác nhau. Nhất là trên Facebook hoặc là quý vị mà lên YouTube. Tax free income có thiệt hay không? Thưa quý vị, có nhưng nhiều lúc cái tên nó là uh, tax free wealth plan hoặc là tax free retirement hoặc là 7702 plan nên rất là nhiều người ngoài đó họ uh, tạo ra những cái tên khác nhau. Tại vì sao là họ họ tạo những cái tên khác nhau? Là tại vì rất là nhiều người không thích hai chữ ba chữ bảo hiểm nhân thọ. Trời ơi, bốn chữ luôn, bảo hiểm nhân thọ, life insurance. Uh, nhiều người nghe họ không thích nên họ khi đó là họ turn the ears off, họ không có muốn nghe gì nữa. Nhưng khi mà quý vị nghe đến là thu nhập miễn thuế, oh, then it's interesting. Khi đó thì ah, mình interested mình muốn tìm hiểu thêm, thêm. Nhưng thực sự nó chỉ là một kế hoạch thôi. Đó là sử dụng bảo hiểm nhân thọ để tạo ra tax free income uh, để mình xài uh, khi mình đã về hưu. Okay, so let's go to the laptop. Khi mà mình muốn hiểu về những cái kế hoạch này đó, uh, kế hoạch này đó, mình phải hiểu về life insurance mình đang sử dụng life insurance nên you have to understand it. trước hết what can I use it for? okay, mình uh, xài bảo hiểm nhân thọ cho gì? death benefit tiền tử dĩ nhiên khi mình mất người nhà mình sẽ hưởng được tiền tử. sickness protection khi mình bệnh mình lấy tiền bảo hiểm để mình trị bệnh và tax free cash, okay như vậy là có tiền mặt nhưng mình lời mình không đóng thuế. is it a scam? Rất là nhiều người hỏi Lina cái này nha, cái này có thiệt hay không? Hay là nó là scam? Thưa quý vị, it's not a scam, tại vì nó là một cái legal contract. Nhưng mình phải làm cho đúng. You have to structure it properly. Và mỗi năm mình phải nhìn lại, coi nó đang lỗ hay lời. Is it performing like you want it to? Nên nếu mà quý vị mua bảo hiểm nhân thọ, rồi 8 năm sau vẫn chưa có nói chuyện với cái người mà bán cho mình họ chưa họ không để ý đó. That could be a problem. Okay? Nên khi mà muốn muốn hiểu về những cái kế hoạch này mình cần biết là okay, what does this mean? Có thể quý vị nghe premium mình nghĩ đó là cái uh, cái cái cost of insurance. Hai cái này khác nhau nha. Nên mình cần tìm hiểu what do these words mean? Trước hết premium. Đây là cái um, tiền mà hàng tháng hoặc là hàng năm hoặc là quarterly. This is the payment you pay to keep the policy active. Cái này là nó khác, cost of insurance. Cost of insurance pays for administration, mortality, other responsibilities of the insurer, okay? Cái này là nó nó dựa theo cái tuổi mình à, à um, sức khỏe của mình à. Nên cái cost of insurance và cái mà tiền mình đóng hàng tháng hai khác, à, hai cái hoàn toàn khác nhau nên nếu quý vị nói ô oh, tôi trả rất là rẻ nên cái insurance của tôi rất là rẻ cái đó không có phải là đúng nha mình trả rất là rẻ nhưng tiền tử rất là cao thì mỗi tháng nó kéo ra khác mình đóng vào là khác bởi vậy nhiều người cứ nghĩ là mình đang trả trả ít à, rất là rẻ nhưng mà hàng tháng nó kéo nhiều hơn nên cái tiền mặt mình, ok, mỗi năm nó xuống là vì vậy. So those are two important differences. Rồi death benefit, this is easy. What's paid to your beneficiary when the insured dies? Đây là tiền tử nè. Mình mất thì cái tiền này sẽ về cho uh, những người thụ hưởng, ok? Surrender value, surrender value là cái gì? Surrender value, the amount the carrier will pay back to the owner if you quit the program đây là nếu mà mình hủy hợp đồng đó mình trả cái hợp đồng lại cho hãng bảo hiểm thì đây là cái số tiền uh, nó sẽ trả lại cho mình okay so this is the cash you will get back if you surrender or quit your policy issue date khi mình muốn so sánh mình muốn coi là cái hợp đồng mình lời hay không issue date is important issue date là cái ngày mà Uh, hãng bảo hiểm đồng ý sẽ cho mình một cái policy, so they issue your policy. This is different from effective date. Effective date là cái ngày mà mình thực sự có sự bảo vệ. Nó issue cho mình là một cái, còn cái ngày mà nó effective là uh, kể cái ngày effective mình mới có bảo hiểm nha. So those two are also different. Contestability. Trong cái thời gian contestability, thường thường một trong hai năm, nếu quý vị có cái claim, okay, uh, mình mất hoặc là mình bệnh, mình cần tiền, you need to make a claim. Trong hai năm đầu, trong cái thời gian đó, là hãng bảo hiểm có thể uh, investigate, coi là khi mà mình apply, mình có nói láo không, có cố ý nói láo không. Chẳng hạn như gia đình mình, có history là um, cancer nhưng mà mình giấu mình không có cho hãng bảo hiểm biết rồi sau này mình mới mua và trong hai năm trước mình chết vì cancer ok thì khi đó nó có thể là deny nó không trả ra cái tiền death benefit nên contestability period is also very very important and lapse lapse là hết hợp đồng Quý vị thấy cái chữ lapse là à, Nếu mà mình không có trả thêm tiền Là hợp đồng này sẽ bị mất Sẽ hết No more anything Như vậy là no cash value Và không còn tiền tử luôn Nên khi mà quý vị thấy cái chữ lapse Hoặc là nó gửi thư về Nó nói là Your policy will lapse If you don't pay Quý vị phải là chú ý Mình không trả thêm tiền Thì mình sẽ mất luôn hợp đồng Ok so those Are the terms you should know. Thường thường mình có là ba loại bảo hiểm nhân thọ. These are the three main ones. Term, whole life and universal. So you need to know the difference nha. Yeah. Term là nó có cái nó có cái 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 um, cái term của nó 1 năm, 5 năm, 10 năm, mười năm, mười năm, mười năm, hai 20, chục, 25 hai chục, hai hoặc là ba chục năm. Trong nước Mỹ có hai hãng nó bán bốn chục năm nhưng mà it's it's not very common thì trong cái term đó là mình cover, mình phải mất trong cái thời buổi đó cái thời gian đó. Quý vị mà mua uh, 10 năm nhưng mình sống thêm một ngày thôi đó thì mất luôn hợp đồng. It they will not cover. You have to die in the term for your family to get paid. Okay? Bởi vậy term insurance is actually cheap. Okay? There's no cash value. Như vậy là sao? Cái tiền mình đóng hàng tháng đó, mình đóng là mình mất okay? Mình trả là mình mất Bây giờ mình trả cái tiền đó nhưng mà mình không mất It doesn't matter, cái tiền mình cũng đã trả rồi It's like a fee okay? So no cash value Mình không có lời được cái gì hết trơn đó. Cái premium là cái um, Cái số tiền mà quý vị đóng hàng tháng hoặc là nửa năm hoặc là hàng năm Và cái tiền tử thường thường là level, fixed, nó không có thay đổi All right, Term is the cheapest, most affordable life insurance. Nhiều lúc, quý vị có thể mua là mấy chục đồng một tháng thôi, nhưng mà tiền tử rất là cao. Có thể là 500 ngàn đồng. Bởi vậy, rất là nhiều người thích mua là vì nó rẻ. Okay? Nhưng quý vị phải nhớ tại sao, tại sao nó rẻ. Nó rẻ là vì thường thường, term insurance doesn't pay out as much Very easy to understand. Mình mua 10 năm, mình chưa mất, mình phải mua thêm. Okay? Mình mua một cái 20 năm nữa, mình chưa mất. Cái tiền nó, nó, nó đã là đi rồi. Mình phải mua thêm cái khác. Và nếu quý vị cứ là mua term, tại vì mình thấy nó rẻ, sẽ có một ngày quý vị sẽ không có mua được thêm nữa hoặc là mình mua thêm nhưng mà giá cả rất là mắc cái này là nhiều người bị trong trường hợp này nè ok so mình có thể mình convert qua được nhưng mà khi đó nó sẽ rất là mắc tiền, so um, affordable now, okay affordable now, okay now we move to whole life, nhớ nha, term là most affordable, whole life, most expensive. whole life là cái tên của cái sản phẩm chứ không có phải là whole life là là cả đời đâu, okay cái tên nó là whole life, nó là most expensive, cái premium, cái tiền mình đóng vào và cái tiền tử thường thường là fix level, nó sẽ không thay đổi, nó không change, cái cash value và cái tiền mặt của mình đó mình đóng vào đó, cái tiền lời nó cho mình là guaranteed by the carrier, nên nó rất là thấp, ok, 2 ba phần trăm là nhiều, nên cái tiền mà quý vị uh, đầu tư trong cái whole life nó grow rất là chậm luôn là tại vì nó chỉ là 3% trăm thôi. thì quý vị phải nhớ mình trả rẻ tiền tử có thể cao nhưng mà cái tiền lời mình ăn đang rất là thấp nên mỗi tháng nó cứ kéo ra nhá, nó kéo cái cost of insurance. bởi vậy nhiều người sau này bị mất hợp đồng hoặc là khi cần tiền nhìn lại thấy không có nên họ cứ kêu là họ bị gạt nhưng mà thực sự nó no. cái contract nó như vậy. Okay, so cash value grows at a guaranteed rate, normally 3%. Typically covers for your whole lifetime. Nếu mà quý vị trả tiền, okay, mình tiếp tục trả và trong đó nó vẫn có tiền mạng. It will last your whole life. chứ không phải giống như term. Rồi bây giờ mình qua universal. Universal la more expensive than term, nhưng mà less expensive than whole life. Okay, so it's in between the two. Cash value can be more than whole life depending on the policy. Tại vì cái um, universal đó okay, nó cũng là cover the whole life nhưng mà nó có ba loại trong đó và nếu mà mình theo thị trường thì dĩ nhiên cái tiền lời mình ăn sẽ cao hơn 3%. Ok, so keep that in mind. That's important. Universal nó có 3 loại Guaranteed, Index My favorite And Variable Guaranteed Khi nào quý vị thấy gì Guaranteed dĩ nhiên nó sẽ thấp rồi okay? Index Mình theo thị trường Nhưng mà những cái Index á, Nếu mà thị trường sụp á, mình không có đi lui được You have a floor okay? And then Variable Variable là cũng lên với thị trường Nhưng nếu thị trường sụp Mình đi lui được Nên có thể là mình mất tiền được. So that's the three and the three differences. Thì khi mà mình nhìn lại những cái kế um, hoạch những cái hợp đồng như vậy, term whole life and universal, mình hãy uh, compare nha, cost, death benefit là tiền tử, premium cái tiền mình đóng vào and also cash value. Cash value tiền mặt nè, hồi nãy giờ mình mình muốn là tìm, tìm đến cái tiền mặt tax free nè. Nhưng Lina sẽ ngưng chương trình một chút. Bây giờ là take a quick break for a commercial break. Rồi Lina sẽ trở lại với quý vị để compare ba cái này. Cái nào là lợi nhất cho quý vị? Okay, welcome back, quý vị. Hồi nãy giờ, uh, we were talking about term, whole life, và universal. Làm sao mình biết là cái nào là tốt nhất cho mình? Okay, we have to compare. Mình phải là tính uh, cái trường hợp của mình, nè uh, gia đình mình sao, thu nhập mình sao, con cái, tài sản mình sao. Okay, khả năng mình đóng hàng tháng sao. So we're going compare. Cost. Đây là thực sự là cái cost của insurance, chứ không phải là cái tiền mình đóng vào đâu. Đây là cái tiền nó sẽ kéo từ hợp đồng của mình. Term là the lowest. Okay? Universal will be higher and then whole life will be the highest cost. Tiền tử nào, death benefit. Okay? Term và whole life, cái tiền tử mình sẽ không thay đổi. Nhưng mà với những cái universal policy, nó flexible. Nên nếu mà quý vị mua, rồi sau này mình cần thay đổi cái gì, mình, mình cần hạ xuống hoặc là mình cần cho nó lên, mình làm được. Ok, it's flexible. Premium, cái tiền mình đóng vào nè, hàng tháng. Ok, fixed for term and whole life. Nếu quý vị làm một cái hợp đồng, mình trả 300 đồng một tháng, you must pay 300 đồng một tháng, mình không thay đổi được. Nhưng mà với universal, mình thay đổi được. It's flexible, mình lên hoặc mình xuống được. Còn về cash value, term dĩ nhiên không có cash value. Cái tiền mình đóng vào là nó đi. You will not get it back. Ngoài ra, có những cái kế hoạch mình có thể làm return of premium. Nhiều người nghe return of premium, họ thích lắm. Họ nói là, à, bây giờ mà mình mua bảo hiểm nhân thọ, nhưng mà sau này mình không, mình không, mình không mất đó. Nó cho mình cái tiền mình đóng lại, ok? And nhiều người they think that's a good deal. Quý vị ơi, my personal opinion, it is not a good deal. Tại vì nếu mà mình đóng cái tiền đó vào, okay, mình không mất, nó không có trả cái tiền tử Như vậy là uh, 500.000 tiền tử đi, thì quý vị đã mất cái tiền đó rồi Rồi quý vị nghĩ là Ô, cái tiền mình đóng vào, cái tiền vốn mình đó, nó sẽ trả lại cho mình Nếu quý vị think that's a good idea, you're wrong Là tại sao? Cái tiền đó mình đóng trong 20 năm, như vậy là quý vị đưa tiền cho hãng bảo hiểm free You gave them your money free để nó đi nó đầu tư. Nhưng quý vị không có được gì hết trơn. Trong cái thời gian 20 năm đó, nếu mà cái số tiền quý vị để trong đó, quý vị đầu tư ở chỗ khác, thì bây giờ mình có không chỉ một cái tiền vốn, nhưng mà tiền lời nữa. Nên quý vị phải suy nghĩ lại nha. Is it really a good deal? Rồi, cash value, whole life, yes. Nhưng tiền lời sẽ thấp, thường thường là 3% và universal cũng là yes nhưng quý vị có thể là make more là tại vì mình lên với thị trường à? hoặc là nếu mà làm variable thì phải là be careful là tại vì quý vị lên nhưng mà có thể đi lui được Ok, so that is what you need to look at Đây là từ Forbes nha quý vị, quý vị coi nè Đây là mình đang so sánh giữa whole life và universal life Quý vị sẽ thấy whole life nó mắc hơn universal. Mặc dù rất là nhiều người Việt mình mua whole life, họ nghĩ là rẻ, nhưng cái tiền tử cũng rất là thấp. Khi đó mà nếu mà quý vị mua universal, thì cái số tiền mà mình đóng vào mình sẽ được cái tiền bảo vệ nó cao gấp mấy. Okay, so, so keep that in mind. Whole life will be more expensive than universal. Rồi, frequently asked questions. Rất là nhiều người hỏi những cái câu hỏi này nè Nên Lina xin chia sẻ với quý vị Trước hết Có cái minimum không? Ít nhất là bao nhiêu vậy? Ít nhất là bao nhiêu? Rất là nhiều người hỏi Thưa quý vị, không có cái minimum Cái tiền mình đóng vào sẽ là dựa nơi cái, 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 cái tuổi của mình Cái sức khỏe của mình Và mình muốn tiền tử bao nhiêu Còn như nếu quý vị kiếm được một người agent Và họ nói ít nhất Quý vị phải trả mấy trăm một tháng đó Quý vị đừng có nghe find someone else nhá yeah? không có minimum thường thường Lina làm việc với khách hàng á mình phải coi cái thu nhập của họ cái expense mỗi tháng của gia đình họ và mình phải làm sao cho nó cho nó lợi và nó nó thoải mái cho cho nhà mình ok mình không có muốn là cái tiền này nó quá nặng nè ok so no minimum is there maximum tại sao người ta phải hỏi maximum thưa quý vị khi mà mình đầu tư ok mình muốn mình bỏ nhiều mình được nhiều nên rất là nhiều người hỏi Lina là Ủa cái này nó có maximum không? Dạ thưa quý vị không nó không có contribution limits như là một kế hoạch như là 401k hoặc là IRA hoặc là Roth cái okay? cái này nó không có cái maximum mình có khả năng mình có thu nhập mình có tiền mình muốn bỏ nhiều mình bỏ nhiều được Can I have more than one policy? Oh, you should know the answer to this one. Okay? If you don't know the answer, you're fired. The answer is yes nhớ không nè lina có nè một cái là mình 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 xài cho tiền tử thôi mình không rời đến nó cái đó là bảo đảm sau này lina mất con cái mình được cái cái nguyên cái tiền tử một cái là tình bệnh mình đâu biết mai mai sau này mình mình có bệnh hay không và nếu mình bệnh mình, mình muốn là full benefit luôn và như nếu mình không bệnh thì mình sẽ xài cái tiền mặt trong đó nếu mình không xài tiền mặt trong đó thì khi mình mất mình không còn nữa con cái mình sẽ được cái tiền đó luôn I have a third one That's for cash value. Mình sẽ là accumulate cash. Nên mình không có ngại là mình lấy ra cái tiền tử nó sẽ xuống là tại vì mình đang xài tiền tử khi mình đang sống. So yes, you can have more than one policy. Can I buy for someone else? Mình mua bảo hiểm nhân thọ cho người khác được không? Thưa quý vị, được. Nhưng nó kêu là insurable interest. Mình phải có cái lý do gì? Okay. Mình có cái liên hệ sao mà tại sao mình muốn mua cho họ nếu mà quý vị muốn mua cho người hàng xóm không được đâu nha. Why that makes no sense? Nhưng mình mua cho cha mẹ của mình, mình mua cho con cái mình, mình mua cho người nhà nếu mà họ sống chung với mình. Ok, quý vị phải tự hỏi nếu người đó mất thì nó ảnh hưởng mình thế nào? Okay? Nếu người hàng xóm có thể nếu quý vị thích họ mình nhớ họ thôi. Nhưng nếu mà họ mất nó không có ảnh hưởng đến cái uh, tiền bạc trong nhà cái okay? sâu. So, insurable interest. Is there a minimum age? No. Okay. Depending on the product, nhiều kế hoạch mình phải là hai tuổi trở lên. Nhưng, Lina có khách hàng mà hai tuần thôi, hai tuần thôi cha mẹ đã là lo một kế hoạch cho cháu rồi. So there is no minimum age. Maximum age. Is there a maximum age? Unfortunately, there is a maximum age thế thường thường á, là 79 tuổi trên 79 tuổi rồi đó không ít hãng nào I, I, don't think of any mà mà nó cho mình mua mà khi đó nếu mà mua được cũng rất là mắc luôn quý vị ơi ok I have someone who's 79 nhưng mà it'll be very very expensive nên buy it when you're young buy it when you're healthy can I roll my 401k into an IUL oh a lot of people ask me this one sau khi họ thấy cái cách mà mình đầu tư, okay, mình lời mình không đóng thuế, khi đó tự nhiên họ muốn lấy cái 401k bỏ nó vào đây. You can't. You cannot do it. Khi mà mình roll over, nó phải là like to like product. Bên này đang hoãn thuế, thì quý vị roll over chỗ khác phải là hoãn thuế luôn. Hoãn means sau này phải trả nha. Còn đây là miễn thuế, nên cái tiền mình đóng vào cái IUL phải là đã trả thuế rồi. So you can use your money in a 401k for an IUL? Yes, you can. Follow the withdrawal rules. Nên tiền mình đóng vào 401k nếu mà chưa đóng thuế mình phải đóng thuế khi mà mình lấy ra. Rồi mình lấy cái tiền đó mình bỏ vào cái IUL và mình grow nó bên này. Okay? Lina đang giúp rất là nhiều người làm như vậy. Họ sắp um, về hưu. Họ có cái 401k cũ từ cái uh, old employer hoặc lấy cái IRA, mình từ từ mình lấy ra, mình cứ đóng thuế bây giờ. Rồi mình bỏ trong một cái kế hoạch compound interest. Mai mốt lợi không đóng thuế. So that you can do. Next question. Can I deduct my premium on tax return? Như vậy là cái tiền mình đóng vào cái IUL, mình trừ thuế được không? Sometimes, nó có những cái kế hoạch mình làm như vậy được. Nhưng thưa, thưa quý vị, quý vị phải nhớ. We have to đóng thuế somewhere. Okay. Mình đóng thuế bây giờ. Mình đóng thuế trước khi mình bỏ vào IUL. Khi mình, ok, thì mình grow sau này mình lấy ra mình không không cần phải là đóng thuế. Nhưng mà someone has to pay tax somewhere. Nên nhiều người employer, mình có business, thì mình có thể mình trừ cái thuế. Ok, khi mà mình đóng vào, nhưng phải có người nhận. Mình phải đưa cho người đó cái 1099 họ nhận, họ đóng thuế đi. Rồi sau này, mình lời mình không phải đóng thuế. Okay? So be careful. Why do you want to deduct? Does it make sense? Can I change my current life insurance policy? Như vậy, quý vị đang có, mình thay đổi được không? Yes, depending on the policy. Depending là sao? Okay, nếu term, không được. Nếu term có thể quý vị convert, cùng hãng qua một kế hoạch permanent nó sẽ mất tiền nếu quý vị có rồi mình nên coi lại yes you can change your policy không phải mình mua bảo hiểm nhân thọ một lần là thôi không phải mình mua là mình stuck nhưng nếu mình mua mà mình không có nhìn lại nó mình không có để ý nó đăng lời hay lỗ thì there will be one day it will be too late nên nếu mà quý vị có uh, một cái policy rồi và uh, cần um, coi lại là nó có lợi hay không, quý vị thay đổi hay không, xin quý vị liên lạc với Lina nhé, email là lina nguyễn at sbtn.tv, lina nguyễn at sbtn.tv và thưa quý vị, Lina không có charge cái consultation fee, cũng có rất là nhiều người hỏi uh, coi lại cái hợp đồng cho tôi, cô um, cái chi phí là sao, không có chi phí nha quý vị, Ok, I want to help you understand your policy and see if we can find something better. All right. Mình là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị tuần tới, maybe ngày mai, next time on another edition of Vận Mai Tài Chánh. <laughs>